chào mừng các nhà đầu tư đến với biệt thự Him Lam Tân Hưng. Một viên ngọc quý tỏa sáng dưới ánh nắng chiều, tôn vinh vị thế vàng son trong lòng khu đô thị Him Lam Tân Hưng quận 7. Vào lúc chiều, ánh sáng mặt trời tán vào từng góc phố, làm nổi bật vị trí đắc địa của ngôi nhà này. Giữa ngay góc ngã ba, tuyến đường số 3 giao cắt với lại tuyến đường số 12, nội khu đô thị Him Lam Tân Hưng quận 7. Từ chiều ngang quyến rũ đến chiều dài đối xứng, mỗi chi tiết đều được chăm chút đến từng mm. Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà là một bức tranh sống, là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và cuộc sống. Với diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 187,5 m², trong đó chiều ngang mặt trước của căn nhà là 10 m và chiều dài là 20 m. Do đây là căn góc hai mặt tiền nên vạch góc. Tổng diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 187,5 m², với kết cấu được xây dựng là một tầng hầm, một tầng trệt, hai tầng lầu cộng áp mái. Tổng diện tích sàn của căn nhà là 781 m². Căn nhà được thiết kế là có thang máy. Với tính chất pháp lý, sổ hồng cá nhân cập nhật hoàn công đầy đủ, sẵn sàng giao dịch mua bán sang tên ngay lập tức. Và giá chào bán cho căn biệt thự căn gốc hai mặt tiền này tại thời điểm là tháng 2 năm 2024 là 65 tỷ đồng. Nếu quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ cho Tiến theo số điện thoại 0983 383 509. Với sự long lanh và rực rỡ dưới ánh nắng chiều, các biệt thự Him Lam Tân Hưng không chỉ là nơi để ở mà còn là một biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, đem đến trải nghiệm sống đích thực cho gia chủ. Vị trí đắc địa giữa lòng khu đô thị Him Lam Tân Hưng, cùng với view ban công hướng ra công viên và hồ nước cảnh quan, tạo nên không gian sống lý tưởng, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở nên đẳng cấp và thư giãn. Hãy sở hữu ngay viên ngọc quý này tại khu đô thị Him Lam Tân Hưng, nơi sự sang trọng và đẳng cấp gặp gỡ với vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế. Liên hệ ngay cho chúng tôi theo số điện thoại là 0983 383 509 để được trải nghiệm không gian sống hoàn hảo và đẳng cấp này. Tiến Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn. Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Video này chúng tôi sẽ tạm dừng sau vài phút vòng quanh khu dân cư Him Lam Tân Hưng quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho đội ngũ chúng tôi một like và chia sẻ kênh để giúp chúng tôi vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều, các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập video tiếp theo sẽ sớm được xuất bản trên kênh Tiến Villa trong vài ngày tới.
trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao.